Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon nha. Như bạn đã biết, để làm ra một chiếc bánh trung thu chúng ta mất rất là nhiều thời gian. Chất lượng chiếc bánh và thời gian bảo quản bánh sẽ ảnh hưởng rất lớn bởi cái phần nước đường. Hôm nay mình sẽ chia sẻ tới các bạn cách nấu nước đường cho bánh trung thu. Với cách làm này, bạn sẽ hoàn toàn yên tâm cho chất lượng chiếc bánh trung thu bạn đã làm ra nha. Thì mình sẽ đi nấu phần nước đường cho bánh nướng. Nguyên liệu sẽ bao gồm có là 1 kg đường này. Các bạn chú ý ở đây mình sẽ dùng loại đường nâu nha. 600 ml nước lọc, 1,5 quả chanh. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé. Đầu tiên mình sẽ cho hết đường vào trong nồi. Tiếp đến mình sẽ cho nước vào 600 ml nước lọc nhé các bạn. Mình sẽ khuấy đường cho đường tan bớt ra nha. Còn phần chanh thì mình sẽ lấy lên nước cốt. Khi vắt mình sẽ lọc qua cái rây để loại bỏ được phần hạt và phần tép chanh còn lại nhé. Còn phần vỏ chanh thì mình sẽ bỏ đi phần tép bên trong và giữ lại phần vỏ bên ngoài nhé. Các bạn lật vỏ lại như thế này để dễ bóc tép ra nha. Xong rồi mình bỏ vỏ chanh vào trong nồi nước đường luôn. Trong vỏ chanh có phần tinh dầu ấy các bạn, nên mình sẽ tận dụng cái tinh dầu này để làm bánh sẽ thơm hơn. Khuấy tiếp cho đường tan bớt ra nhé. Mình sẽ cho một nửa nước cốt chanh vào. Nửa còn lại đến khi nấu xong mình sẽ mới cho vào nha. Ok rồi, bây giờ mình sẽ bật bếp và đun sôi nha. Lúc nãy thì mình đã chuyển qua cái nồi khác mỏng hơn để đun cho nhanh hơn nữa các bạn. Nước đường sôi rồi. Nếu có nhiều bọt thì mình sẽ vớt bọt ra nha. Mình sẽ tiếp tục đun sôi ở lửa nhỏ khoảng 20 phút nha các bạn. Nước đường đã sôi được 20 phút rồi đó các bạn. Mình có chuẩn bị một bát nước lọc nhỏ để thử nước đường nhé. Mình nhỏ nước đường vào như thế này. Như các bạn thấy, phần nước đường tan ra và hòa với nước lọc. Như vậy là chưa đạt nhé. Mình sẽ đun tiếp khoảng 5 phút nữa. Ok, 5 phút rồi. Giờ mình sẽ thử lại nha. Phần nước đường bây giờ không bị tan ra, bị chìm và đọng lại ở dưới đáy bát. Như thế này là đạt rồi đó các bạn. Giờ mình sẽ đổ phần nước chanh còn lại vào nha. Vớt hết vỏ chanh ra.
Mình sẽ vớt sạch phần bọt đi nhé. Giờ mình tắt bếp và để nước đường nguội lại thôi. Các bạn nhớ like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình có thể ra thêm nhiều video nữa nha. Giờ thì mình sẽ đi nấu nước đường cho bánh dẻo. Mình đã chuẩn bị 500g đường cát trắng. Bánh dẻo thì mình phải dùng đường cát trắng nha các bạn. Và 400ml nước lọc. Và một quả chanh nhé. Mình cho đường vào nồi. Đổ nước lọc vào luôn nha. Mình dùng cái đánh trứng mình khuấy đều. Nếu nhà bạn nào không có thì có thể dùng thìa, dùng đũa gì cũng được, miễn là tan hết đường ra là được nhé. Xong giờ mình sẽ đi vắt quả chanh, vắt qua cái rây như thế này để loại bỏ được phần tép và phần hạt của quả chanh nha mọi người. Giờ mình sẽ mang đi nấu sôi phần nước đường vừa xong nha. Lúc đầu nấu thì mình sẽ đun với lửa to nha các bạn để cho nó nhanh sôi. Sau khi sôi thì mình sẽ cho lửa nhỏ nhất. Và sẽ đổ nước cốt chanh vào luôn. Và lắc đều cho chanh hòa tan vào với nước đường nha. Các bạn nhớ lưu ý kỹ là không được khuấy trong quá trình nấu nhé. Nếu không là nó sẽ có hiện tượng lại đường, tức là đường sẽ bị cô lại thành hạt đó ạ. Tiếp tục đun sôi trong vòng 20 phút. Sau 20 phút thì mình tắt bếp để nguội là được đó các bạn. Đây nha mọi người, nước đường làm bánh nướng mình nấu xong màu rất là đẹp. Độ đặc thì vừa phải, như thế này là đạt nha mọi người. Để làm được bánh ngon và bảo quản lâu thì khâu làm nước đường này rất là quan trọng. Còn đây là phần nước đường làm cho bánh dẻo. Nhìn nước rất là trong, không bị đục. Các bạn nhớ đăng ký kênh có chuông để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo ạ.